House of Barbat là một trong những barbershop có cái mức giá cắt cao nhất ở Việt Nam. Và từ lúc mà nó mở ra thì đã có rất nhiều bạn request mình đi làm video trải nghiệm cắt tóc ở House of Barbat. Nhưng phải đến bây giờ mình mới có đủ tiền để đi cắt ở đó. Như các bạn thấy thì hiện tại mình đang để một cái kiểu tóc rất là mới được cắt ở House of Barbat. Có lẽ trong suốt 4 năm làm YouTube các bạn chưa bao giờ thấy mình để kiểu tóc này đúng không nào? Đây không phải là một video sponsor, Barbat không trả tiền để mình làm video này. Nó hoàn toàn là trải nghiệm cá nhân của mình thôi. So, let's go to the house of Barbat. Mình đặt lịch lúc 4 giờ nhưng mà 3 giờ 30 mình tới trước để quay một vài cái shot hình. House of Barbat có một quầy bar nên trong lúc ngồi đợi các bạn có thể gọi đồ uống và mình đã gọi một ly cocktail. Điều làm mình ấn tượng là ở đây không có bartender riêng mà chính những người thợ, những người barber sẽ trực tiếp pha đồ uống cho bạn. À, những anh chàng rất đa tài đúng không nào? Cứ nghĩ vì là một barber shop nên chắc đồ uống chỉ tạm được thôi, nhưng không ngờ là nó rất ngon. Mr. Vũ aka Mr. Fix sẽ là người cắt cho mình. Sau khi tư vấn kỹ càng thì mình quyết định để một kiểu tóc mới, không chia size. Đây là một cái hairstyle cũng khá là khó tạo kiểu mà mình sẽ nói cho các bạn lý do tại sao ở một video khác nhá. Nếu như các bạn muốn thì mình cũng sẽ làm video tutorial hướng dẫn tạo kiểu tóc này. Cạo mặt khăn nóng không chỉ là cạo mặt mà còn để thư giãn nữa. Nếu như không có một tách cà phê thì có khi các bạn sẽ thiếp đi trong quá trình này đấy. Với kiểu tóc này chúng ta cần làm tóc trở nên mềm mại để có thể dễ dàng uốn nó theo ý mình. Vậy nên trước tiên mình sẽ sử dụng argan oil. Các bạn không nên sử dụng những cái sản phẩm pre-style khi nướng khô cho kiểu tóc này nha. Rules of Green sẽ là sản phẩm mình lựa chọn để finish. Đây là dòng pomade gốc dầu medium hold, nó không làm tóc quá cứng nhắc như là Rules of Pink. Các bạn có thể dễ dàng lùa tay vào và tạo kiểu lại bất cứ lúc nào. Ngoài cắt tóc ra thì Barbat còn có một số loại quần áo và phụ kiện như là áo sơ mi, polo, pocket square. Và mình đã phải mất thêm chiếc áo Tricky Italian này bởi vì nó quá đẹp. Chính là chiếc áo mà các bạn thấy mình mặc ở đầu video đấy. Thiết kế rất lạ mắt với cổ áo button down, nhìn rất chơi luôn. Nó không bị quá formal, mặc đi chơi với bạn bè thì có phải gọi là nổi nhất tìm luôn. Và đừng sợ màu hồng làm bạn nhìn nữ tính trừ khi bạn không tự tin với sự nam tính của mình. Người ta bảo là pink is the manliest color bởi vì chỉ có những người đàn ông chân chính mới dám mặc màu hồng. Ok, và đây là tổng thiệt hại của chuyến đi. Chúng ta có một ly cocktail Hendrix Gin 150.000, Gentleman's Haircut and Classic Hot Towel Shave
Senior Barber, có nghĩa là bao gồm dịch vụ cắt tóc và cạo mặt khăn nóng. Cái cạo mặt là tính giá riêng, còn cắt tóc thì là giá riêng nha, các bạn có thể không cạo mặt cũng được. Thêm một điểm lưu ý nữa là khi mà đến với Barber thì các bạn có thể chọn Senior Barber hoặc là Junior Barber. Senior Barber tức là những người thợ lâu năm lành nghề, còn Junior Barber là những người thợ mới. Đương nhiên là giá cắt của Senior Barber nó sẽ đắt hơn rồi. Tổng thiệt hại của hai dịch vụ này là 660.000. Mình được giảm giá 25% vì là khách hàng lần đầu tiên đến với cả House of Barber. Tất cả những khách hàng mới lần đầu tiên đến cắt ở Barber thì đều được giảm 25% nha. Tiếp theo là một điếu xì gà có giá là 200.000. Một chiếc áo, đây chiếc áo mình đang mặc đây, Barber shirt The Chic Italian có giá là 2.690.000. Và tổng hóa đơn là 3.670.000. Sau đây là đánh giá của mình. For the haircut, chắc chắn là đẹp rồi. Bỏ ra nửa củ để cắt tóc mà không đẹp thì tôi đấm cho mấy nhát. Về kỹ thuật cắt của thợ ở House of Barber thì rất ổn rồi. Có điều là các bạn có thể nói cho người thợ hiểu được cái kiểu mà mình muốn hay không thôi. Và đôi khi có những cái kiểu tóc các bạn muốn để nhưng mà cái chất tóc cũng như là cái form đầu của bạn nó không phù hợp để kiểu tóc đó. Nó cũng rất là khó, cho dù người thợ có giỏi đến mức nào thì cũng không thể nào cắt đẹp được cho bạn nếu như cái kiểu tóc đó nó không phù hợp. Thế cho nên là các bạn hãy cố gắng nghe cả lời tư vấn của thợ nữa nhá. Về service, dịch vụ ở đây thì 10/10. Đây là cái nơi mà nó khiến cho mình có cảm giác là một thượng đế thực sự. Hình như là khi đến các bạn còn được một cái đồ uống welcome drink hoàn toàn miễn phí, như là trà, cà phê hoặc là beer. Còn đương nhiên mình gọi một ly cocktail thì sẽ phải tính tiền rồi. Khi cắt thì các bạn sẽ được tư vấn rất là nhiệt tình, không hề có cảm giác công nghiệp ở đây đâu. House of Barber không chỉ là một barber shop, nó giống như là một nơi các bạn có thể hang out, giải tỏa áp lực, thư giãn. Và yes, no women allowed, chỉ có đàn ông mới được vào thôi, cho nên các bạn có thể thoải mái nói những câu chuyện của đàn ông. So is this overpriced? Cái này thì thực sự là nó tùy thuộc vào thu nhập của mỗi người thôi. Nhưng theo đánh giá của mình nha, thì mình thấy là những cái dịch vụ mà chúng ta nhận được ở đây nó cũng hoàn toàn phù hợp với số tiền mà chúng ta phải bỏ ra thôi. Chúng ta bỏ ra bao nhiêu tiền thì cũng sẽ nhận lại những gì tương xứng, bởi vì nếu không thì chỗ này nó đã sập từ lâu rồi, nó không còn trụ được đến bây giờ suốt bao nhiêu năm rồi, đúng không? Nếu như tới đây các bạn vẫn đang xem thì mình có quà cho các bạn đây. Đây là vouchers cắt tóc ở House of Barber mà mình muốn giveaway tặng cho các bạn, để các bạn cũng có cơ hội trải nghiệm cắt tóc sang chảnh là như thế nào. Thể lệ chương trình giveaway thì mình sẽ để đường link ở ngay phía bên dưới video này thôi. Ok, nếu các bạn thích thì hãy like và subscribe kênh YouTube channel này của mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo.